Cao Trích Minh xin chào tất cả các bạn. Video này tôi giới thiệu cho bạn ngát chi tiết về cây đàn Casio CTK4000. Đây là cây đàn organ có phím giả lập giống hệt với lại đàn piano. Thì đàn này có thể đi show sự kiện hoặc đi đám cưới được, và cũng có thể dùng để học nhạc, học piano được. Phím thì nó dạng phím hộp như piano, cho nên học piano nó sẽ rất là phù hợp cho những bạn mới bắt đầu. Thì ở đây tôi sẽ giới thiệu qua về cách sử dụng và một số tính năng. Đàn thì có 6 mốt phím. Dãy phím trắng này là dãy phím các nốt nhạc cơ bản, còn phím đen này là các phím thăng giáng. Thì ở đây màn hình hiển thị của nó, ở đây thì chúng ta nhìn qua màn hình điện thoại thì nhìn nó hơi non lóa, nhưng mà thực tế ở bên ngoài các bạn nhìn nó sẽ rất là rõ, nó nhìn rất là chi tiết. Đàn thì có cài sẵn 152 bản nhạc, 180 giai điệu và 570 âm thanh tiếng đàn, gồm có rất nhiều tiếng các nhạc cụ khác nhau như trống, sáo, trumpet, saxophone, đàn guitar, đàn piano. Thì chúng ta lựa chọn như thế nào? Ở đây là lựa chọn tiếng nhạc cụ ở đây. Chúng ta bấm ở đây. Thì sau đó chúng ta chọn phím số ở đây thì sẽ ra được tiếng của các nhạc cụ khác nhau. Mặc định của nó sẽ là tiếng piano. To nhỏ thì ở đây. Tắt mở ở đây. Nếu như chưa biết gì thì chúng ta chỉ cần mở lên, nó đã mặc định là một cái đàn piano rồi. Chúng ta chỉ việc, đây là ban đầu là chưa có gì này, chúng ta cắm điện vào. Chúng ta chỉ việc cắm điện này. Ở đây nó sẽ có một chân cắm. Chúng ta cắm điện, chúng ta bấm nút mở. Thì mặc định ở đây nó đã là một chiếc đàn piano rồi, chúng ta chỉ việc bấm theo thôi. Cho những người nếu chưa biết gì thì hai cái phím đen này hạ xuống đây. Thì là đây là đồ. Hai phím đen này hãng đây là đồ, chúng ta đặt tay trái này. Đây tay phải. Thì cái phím này nó có cảm nhận lực nhấn giống như giả lập, giống như piano chạy dây, tức là piano cơ. Chúng ta nhấn nhẹ thì nó kêu nhỏ, nhấn mạnh thì nó kêu lớn. To nhỏ thì nó là cái núm này, thì chúng ta vặn to nhỏ ở đây. Ví dụ chúng ta muốn thay đổi tiếng nhạc cụ, gồm có 570 các loại nhạc cụ khác nhau, chúng ta nhấn vào đây. Đây mặc định ở đây nó sẽ là tiếng piano này. Ở đây màn hình chúng ta nhìn qua điện thoại không thấy, nhưng ở bên ngoài chúng ta sẽ nhìn rõ. Nó ghi grand piano ở đây. Tôi muốn đổi sang nhạc cụ khác chẳng hạn. Đây là tiếng này là tiếng trumpet hay sao đấy, hoặc chúng ta đổi tiếng khác. Đây là tiếng trông, tiếng trống, tiếng chiêng. Đấy thì chúng ta sẽ tự mày mò là chúng ta sẽ tìm được ra. Đây là chọn các loại nhạc cụ này. Còn ở dưới đây thì là giai điệu. Sau khi chúng ta bấm vào đây thì chúng ta chọn các giai điệu khác nhau. Đấy. Số. Chúng ta bấm chạy ở đây. Đấy là giai điệu của nó. Thank you.
Ở đây nó có 180 giai điệu để chúng ta lựa chọn nhé, rất nhiều các loại điệu. Giai điệu là cái gì? Ví dụ dốc, giáp, gia, van, ballad vân vân. Để chúng ta đấy là chính là giai điệu đấy. Đấy, hoặc chúng ta hay nghe giai điệu bolero chẳng hạn, hoặc là điệu slow. Còn cái nút ở dưới này là những cái bản nhạc người ta ghi sẵn. Có 152 bản nhạc mẫu. Khi chúng ta mở những cái bản nhạc mẫu ấy, thì ở trên màn hình nó sẽ có hiện tay trái tay phải và bấm phím như thế nào, nó sẽ hiện ở đây. Tuy nhiên đây chỉ là tham khảo thôi, còn thực tế thì chúng ta phải đi học ở lớp, chứ ngồi ở nhà mày mò theo cái này thì nó rất là khó. Thì tôi chỉ giới thiệu lại một lần nữa này, đàn này có 61 phím đó. Nút tắt mở ở đây, mở lên mặc định thì nó là piano. Chúng ta đổi tiếng không đánh piano nữa thì chúng ta bấm vào đây thì chúng ta chọn sang tiếng, ví dụ một tiếng khác. Đấy, còn mặc định ở cái số đầu tiên, những cái số đầu tiên không có một ấy, nó là piano. Còn dòng 2 này là giai điệu thì chúng ta bấm đây, chúng ta bấm play nó mới chạy. Giai điệu thì phải bấm nó mới tự chạy đó. Còn ở đây là những bản nhạc mẫu nó ghi sẵn ở đây rồi, bấm vào đây để nó chạy. Đây, ở đây nó là nút nút play, nó là tam giác nút vuông, play mới stop này. Đó. Thì nó là nút play, nút stop. Cái đàn này ở trên mạng người ta hướng dẫn sử dụng rất nhiều. Các bạn có thể lên YouTube để xem những người người ta chuyên về organ ấy, người ta hướng dẫn các bạn sử dụng vào nhịp, dồn nhịp, lặp nhịp, rồi vang, đủ các loại tính năng. Rồi các bạn xem nhé, tất cả những nút này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.